Xin chào quý vị các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa cái lỗi máy giặt Aqua hoặc là Sunny bị lỗi M1. Cái này lỗi này là do nguồn nước yếu hoặc là dùng lâu ngày cặn bẩn hăn bám vào cái van cấp nước thôi, chính nhất đơn giản thôi. Lỗi M1. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh máy giặt Aqua hoặc là Sunny bị lỗi M1. Cái lỗi M1 là nguyên nhân là do nước yếu hoặc dùng lâu ngày thì nó bám vào cái cặn bẩn, nó bám vào cái van cấp nước của máy giặt. Đầu tiên thì các bạn nhớ khóa cái vặt đống này nha. Vặt đống này không nước này. Mở cái dây cấp nước này. Lấy một là lấy cái tủ bích hai cạnh, hai lấy thì áo thì lấy nắp của cái bàn cấp nước này. Đây. Mình cạy ra mình lấy này. Đây lâu ngày nha, nước nhà này lâu ngày là nó cái cặn bẩn này nó bám vào cái lọc giáp của van cấp nước nó giặt nha. Thì bám vào sẽ sinh ra hiện tượng nước yếu thì máy cấp vào nước thì máy nước cấp vào máy thời gian lâu thì nó sẽ báo lỗi. Thì để nó báo lỗi để bảo vệ cái van cấp, nếu mà để lâu van cháy này. Tháo ra các bạn mới vệ sinh như thôi, chú ý thôi. Béo ơi, ra đây cho coi nè. Khi lắp xong thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng nha. Đầu tiên thì đơn giản là bật công tắc nguồn này, khởi động này. Khởi động là đó là dễ nhất trường hợp. Nói chung ai mới làm quen thì dễ nhất ha, đó là tự động máy giặt thôi. À, ok, tiếp theo nếu mà cái giặt ngoài á, giặt ngoài mà ai mà những cái thứ mà giặt ngoài vào trong vắt á thì bấm công tắc nguồn này, rồi nhí chương trình giặt này, nhí đến số 7 là vắt, còn vắt khô là số 8 này. 7 đây, 7 hiển thị số 7 này, là vắt này. Vắt được khô đến số 8 này, 8 là vắt được khô này. Đó. Còn muốn ấy là chọn mức nước này, muốn tiết kiệm nước thì đây nó có 4 mức nước. 29, 41, 55 và 68. Thì đây nó có nút mức nước này. Đó, số 1 là mức nước cao nhất này. 68 này. Số 4 là 29 lít này. Số 3 là 41 lít này. Số 2 là 55 lít này. Rồi, thấy không? Nhưng những lưu ý khi lắp máy giặt là đầu tiên áp lực nước cái bồn càng cao càng tốt nha. Bồn ít nhất phải cao tầm 2,5 m là giặt là ok. Thứ hai nữa là về nước thải. Nước xả ra thì phải có chỗ nước xả ra để cho nó không thì xả ra cho nó sạch sẽ, không thì bẩn lắm. Thứ ba là máy lắp nó phải cân bằng, không thì nó rung á, mà nó chỉ cần lệch một cái là nó rung thôi. Nước chảy đây này là kìa.
cháy này là tiêu chuẩn. Bồn các bạn mà thấp á, nếu ta chảy yếu quá thì van cấp này hay cháy, hoặc là máy nó sẽ hay báo lỗi.